Anh Thuận chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Nhân, năm nay 28 tuổi. Quê em là ở Đồng Nai, hiện làm việc và sinh sống tại Bình Dương. 28 tuổi. Dạ. Người đàn ông không tuổi hay sao vậy? Làm tôi tưởng 21 tuổi á. Dạ. Trời đất ơi, cái gì mà trẻ dữ vậy hả? Cái thực đơn là gì vậy? Thì cũng ăn cơm uống nước bình thường hả chị? Ăn cơm có gì lạ lạ nhớ chị anh nghe để anh ăn để anh giúp tụi anh lại. Đó. Dạ. Đó. Công việc của Nhân là gì? Dạ em làm kế toán kho. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán giả có trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, hôm nay em 25 tuổi, công việc hiện tại của em là kế toán. Đừng bây giờ tính tiền của hai vợ chồng này. Tính không lại luôn, kế toán rồi đó. Dạ, dạ. Dạ em tính dữ lắm anh. Tính không lại. Hai em gặp nhau ở đâu? Ấn tượng của nhau là gì? Vợ chồng em thì quen nhau qua mạng xã hội. Lúc đó thì em đi nghĩa vụ, thì có nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau khoảng tháng. Thì thấy cảm thấy mến mến vợ em á, hẹn gặp nhau. Trong quân ngũ thì không có được đi ra ngoài thoải mái, phải hẹn vợ em vào trong quân ngũ. Vô quân đội luôn. Kỳ đó là chắc còn nít hơn bây giờ nữa đúng không? Đúng rồi chị, hồi lúc đó không phải được. Em ốm lắm. Mà cắt tóc 3 phân nữa, nhìn mắc cười lắm, mặt thì dài, hiền, dễ thương. Còn dạ. Bạn này sao lúc mà gặp bạn gái thì lúc thích liền không? Gặp vợ em thì thấy cũng bất ngờ lắm chị. Trong suy nghĩ của em á, cứ nghĩ là một người đẹp và cao, nhưng mà khi gặp thì thấy rất là nhỏ nhắn và xinh xắn, với lại nói chuyện thì rất là dễ thương, hoạt bát. Thích không? Có thích không? Dạ có. Là thích luôn. Dạ. Coi như cảm giác đầu tiên hai đứa là thích nhau hết. Đó. Rồi bao lâu thì em mới tỏ tình với? Dạ thì lúc đó gặp về là tối đó là nhắn tin tỏ tình luôn anh. Em nhắn là thì lần đầu tiên gặp mặt á, thì anh có thích em, cảm thấy thích em đó, thì em có thể làm bạn gái của anh được không? Trời ơi! Em sao? Em có trả lời là ừ không? Đâu có ừ liền đâu. Em nói chắc không biết có đàng hoàng không. Hai tuần sau á, thì em có đi công tác mấy ngoài bên ngoài á, bảo vệ khách sạn á. Thì lúc đó thì vợ em đi học về á, cái nhắn tin hẹn gặp nhau. Xong rồi hai đứa gặp nhau nói chuyện, xong rồi lần đó mới đồng ý. Là đồng ý luôn đó phải không? Dạ tại vì lúc đó ảnh quan tâm lắm. Ảnh đồ ăn đồ uống đồ nói chung này không có cần đụng tới luôn, ảnh cứ đút mình ăn lia lịa vậy á. Vậy đó hả? Vừa chăm sóc mà vừa rung á, anh tay rung vậy nè. Đút mà rung dạ. Rớt đồ ăn ra luôn dạ. Đó không? Dạ đúng rồi. Mới quen lần đầu mà không biết sao mà mới thấy mình mới bước tới cổng kêu thị tự nhiên bay lại nắm tay mình luôn. Rồi em có giật lại không? Dạ không. Trong tuần đó thì khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê thì ngồi uống một hơi cái bắt đầu em mới xin em cho anh hôn cái. Dạ cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn. Bọn em có phản ứng không? Dạ chịu luôn anh. Chịu luôn. Mà chứ hôn má đâu mà đúng không? Hôn môi luôn anh. Trời dạ, lúc đó là coi như là trong quán là giống như là không còn thấy ai hết, chỉ có thấy người trước mặt mình thôi. Hai người với nhau thôi dạ. Đó. Dạ, đúng rồi. Đó là lần mà em được đi ra ngoài đúng không? Dạ, đúng dạ. Rồi lại quay trở lại. Đi công tác được một tuần thì quay trở lại đơn vị. Mỗi lần mà hai đứa mà chia tay nhau để em trở vô doanh trại đó dạ. Thì là cái tâm trạng em sao? Sau khi yêu á thì có lần được giải phép á thì mà anh đi lên á trời khóc quá trời khóc luôn. Khóc không muốn cho anh đi á chị. Lúc mà em trong quân đội là em ở Sài Gòn hả? Dạ, ở Gò Giáo quân khu 7. Còn em là... Em học đại học tài chính marketing. Đi sát bên luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Về thăm là về thăm đâu? Mình đi được một năm á, thì sẽ được 10 ngày phép về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Bình Dương. Lần đó về phép á, thì lúc đó là vợ em cũng bị bệnh. Xong em phải qua nhà vợ em. Ở đó một đêm xong rồi mới xin phép mẹ vợ. Và cho vợ em về nhà. Lúc đó trước khi về bệnh quá trời bệnh luôn, chạy bệnh ăn uống không được luôn á, sốt siêu vi á, tự nhiên ảnh về chăm sóc có bữa đó là hết bệnh luôn. Bữa sau mới về quê Đồng Nai chơi luôn. À tức là về quê chồng luôn. Dạ, dạ là bữa đầu là ảnh về nhà em xong rồi. Ở quê chồng luôn cho tới cái ngày mà ảnh đi trở lại doanh trại. Dạ, đúng không chị? Mười ngày. Rồi ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Ở nhà. Hỏi tiếp đi, ta trả nhà lời em mà em. Ở phòng nào? Ở chung luôn anh. Chung nhà hay là chung phòng? Dạ mới đầu hai đứa tính là về cũng nói với mẹ em là về hai đứa ngủ riêng. Về cũng kể với mẹ là cũng ngủ riêng, nhưng mà thực chất xuống dưới ba mẹ chồng cho ngủ chung. Chắc vậy đó.
cái vậy thì chung phải vậy là sao? Cái gì dạ, tới nó cũng phải tới luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ, lần đầu tiên luôn. Dạ là mấy đêm nhẹ. Mấy đêm nhẹ mới được chứ đâu phải được liền. Đó là lần đầu tiên hai đứa ở bên nhau rồi ngủ chung giường. Rồi mới thực sự là được yêu nhau, được gần nhau, được đi chơi với nhau. Rồi nói chung là cả một cái 10 ngày trời được kế bên nhau. Bởi vậy lúc em đi vợ em khóc là đúng rồi. Dạ không quá trời, đâu cho em đi. Rồi sau đó thì như thế nào? Bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Khi vừa ra ngủ thì tụi em đám cưới luôn. Quen khoảng năm mấy, 2 năm là đám cưới. Trong cái thời gian đó thì có những cái biến cố gì xảy ra? Cũng có, vợ chồng em vừa cưới nhau xong á thì là hay tin là vợ em có thai. Nhưng mà khi mà đi khám được tới có 8 tuần thôi thì bác sĩ báo là không có tim thai, bắt buộc phải bỏ. Thì lúc đó là biến cố đầu tiên. Xong rồi khoảng 6 tháng sau thì lại bị thai ngoài nữa. Thì sao? Đó là vợ chồng em rất là đau khổ. Có tin vui tới chưa kịp vui hết thì lại xảy ra chuyện buồn. Cái chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Cách đây khoảng 1 năm rồi. Bị thai ngoài xong chắc cỡ chừng 4-5 tháng gì, cái đau ruột thừa, phải mổ nữa. Cho nên giờ vợ chồng em chưa có ý định có thai nữa. Tức là trong 1 năm là có năm cái vợ cái em cố. Bị biến cố quá trời. Em có đi khám lại không? Dạ có, em cũng đang điều trị chị cho nó khỏe lại. Rồi bác sĩ cũng không? Kêu thả nhưng mà nói chung tâm lý cũng còn sợ lắm. Ra là vậy nè em, cái thai ngoài á thì là trước khi có bí ngô là chị bị thai ngoài, thì sau đó là chị vẫn có bí ngô bình thường. Dạ. Mà lúc đó là chị 42 tuổi, thì có nghĩa là nói như vậy để cho em yên tâm là em đừng có bị cái tâm lý đó. Dạ. Nó không có vấn đề gì hết. Bản thân vợ chồng anh cũng có trường hợp trước khi anh có đứa con đầu cũng gặp một cái trường hợp. Đó là không có tim thai. Dạ. Đó không sao cả, cứ tự tin lên nha. Rồi ngoài những cái biến cố đó ra thì về kinh tế hai vợ chồng có khó khăn gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì vợ em đi làm bị mất xe nữa, mất xe máy. Là sau khi cưới hả? Dạ. Hai chồng lúc đó quảng loạn luôn, không biết sao luôn. Thật sự trời thử lòng hai đứa hay sao á? Dạ, vượt qua này. Được những cái này rồi là sẽ qua cơn bỉ cực tới thời. Dạ. Đúng thứ rồi. Là không sao cả. Sao hết. Tức là tụi em cưới nhau được hai năm vừa tròn 2 năm luôn. Dạ. Hướng về phía trước nha. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Về ở với nhau rồi có tật xấu gì lòi ra? Dạ có anh, vợ em tật xấu cũng nhiều lắm. Đi làm về á là lề mề. Dạ, cứ về là quăng đồ đó cái là nằm bấm điện thoại chờ em mà kêu đi làm gì á, bắt đầu mò lò mò ngồi dậy đi làm bừa bộn nữa. Vô mà nấu ăn á là cứ nấu đằng trước thì em đằng sau phải đi dọn. Nấu đâu là quăng đó, không có ngăn nắp gì hết. Có người dọn thì phải để cho người ta dọn. Chơi dơ nữa anh. Chơi dơ sao đâu. Mấy mũi á, mấy mũi xong thì chạy lại chét lên người em á. Cái đó lâu lâu cũng dễ thương mà. Chỉ có cái gọi là làm việc không kế hoạch mà về mà quăng đồ mà bấm điện thoại liền không được. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Cái nữa là ngủ hay lấn em lột cũng niệm lắm. Lấn, đó ngủ lấn đó phải không? Dạ, chung thì có mấy tật xấu đó. Vậy hả? Dạ. Còn em, chồng em có tật gì không? Chồng em cũng đâu có chơi dơ dừa đâu. Đi làm về cái chân, em nói là chân chồng hôi quá vậy, sao hôi quá vậy, cái là đưa cái chân vô mặt em liền. Nè, hôi đâu hôi, chồng thấy thơm mà. Chơi dơ dừa hai đứa cũng vừa lắm, quề đi quề cái vụ chay chét với cái vụ mà gửi dớ đi. Rồi còn gì nữa? Hồi mới quen cái ở trong quân đội mà mua quà mua đồ được cho em luôn á. Mới cưới xong nhiều mà lễ rồi quên hết luôn, không nhớ gì hết. Tật hay quên, vợ nói tới sinh nhật vợ nha, nhớ tặng sợi dây chuyền đó cho vợ nha. Vợ đi về cầm cái bánh kem vô, đó anh chị biết tặng gì không? Gì? Chai xà bông Lifebuoy á. Còn khuyến mãi thêm chai nước rửa tay nữa. Kinh tế nhà ai là người giữ? Em giữ. Bởi vì ổng đâu có tiền đâu mà ổng tặng. Bà đòi sợi dây chuyền. Mà ta kinh đòi... tế thì bà giữ. Kinh tế bà giữ, bây giờ ổng mà mua sợi dây chuyền chắc chắn câu đầu tiên bà hỏi tiền đâu có. Vậy đó. Nhưng mà dù gì ta cũng còn cái thành ý ta tặng chai xà bông. Bất ngờ, tấm lòng bất của em. Bất ngờ là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là đừng có lề mề nó bừa bộn, khi làm về thì làm công việc xong đi rồi không muốn làm gì thì làm.
Vợ làm được. Dạ làm được. Ủa mà nhà mình đâu có gì làm đâu chồng. Chồng làm hết rồi thì vợ bấm điện thoại thôi. Dễ thương không? Chồng em là số 1 luôn á. Chồng làm ghi kỵ như là mình nhõng nhẽo vậy á. Làm biến luôn á. Hồi đó làm xuyên nhiều, giờ cưới chồng về là làm biến nhiều luôn. Chừng nói tại chồng mà giờ mới làm biến vậy. Dạ, đúng rồi, thương vợ. Thương vợ. Dạ. Thương vợ gì, có mong muốn chồng thay đổi gì không? Dạ thì em chỉ mong muốn là chồng lâu lâu lãng mạn với vợ xíu nữa. Dễ thương quá. Ừ. Ừ. Thôi, nói chung vậy nè, riêng với tụi em á thì giờ tụi em cố gắng ha. Nhất là bé, bé đừng có áp lực gì cái chuyện đúng đó. Vậy. Nữa. Mình áp lực cái tự nhiên nó cứ vận vô nó làm cho mình bị sợ hãi. Dạ. Cái tự nhiên nó thành thiệt, không có cái gì hết trơn á. Chúng ta phải hướng về tương lai. Hướng về các thiên thần của chúng ta. Đấy à? Chúc cho hai.